gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tim đất nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Giờ vẫn mãi liên tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vẫn đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Trường Trung học Phổ thông Phước Vũ tập trung đông
đủ về đây, trên mảnh đất quê hương xuyên mộc yêu dấu, nơi hơn 15 năm trước đây đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, một tình bạn hữu sâu sắc và vững bền. Cùng nhau long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm cựu học sinh khóa 1 trường trung học phổ thông Phước Bửu. Chúng ta trân trọng cảm ơn và chào mừng sự hiện diện của các thầy cô giáo, nguyên là lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của trường niên khóa 2003-2004. Bạn đã có học vị, có chức vụ trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, trong quân đội, công an. Nhiều bạn là giáo viên, là giám đốc các doanh nghiệp và là những người thợ giỏi. Nhưng mỗi thành viên của chúng ta đều có chung tâm niệm rằng đó chẳng qua là sự khác biệt về mặt xã hội. Lòng đừng quên dấu yêu nào còn ngất ngây tình đắm say sâu. Mời các thầy cô giáo đứng dậy ạ. Quay xuống nghe để các em nhìn thấy các thầy con đẹp trai không? Các cô con xinh gái không? 15 năm đã trôi qua. Mái trường Trung học phổ thông Phước Bửu thân yêu. Cách đây 15 năm các bạn đã học ở đây, đã vui chơi ở đây, đã được thầy khen ở đây và cũng có thể bị phê bình ở đây, phải không ạ? Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo nhà trường xin nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ giáo viên và các em cựu học sinh của trường khóa 1 2001-2004 về dự buổi gặp mặt kỷ niệm 15 năm ra trường đầy ý nghĩa hôm nay. Chúc buổi họp mặt thành công tốt đẹp. Tim này thôi, bờ môi khẽ run hoặc theo nước mắt với những dòng lệ buốt nghẹn ngào. Cựu thời thơ ấu xa xôi quá mau dưới mái trường yêu dấu để chờ nghe xôn xao nôn nao vấn vương. Giây phút chia tay đến rồi. Chợt buồn xuyên sao, sao xuyên nghẹn ngào con tim. Mưa đâu rơi rơi ướt mi, nhẹ đôi mắt ai sẽ nhớ hoài kỷ niệm trường xưa đã qua. Sẽ nhớ hoài ôi từng ngày thơ đã xa. Sau 15 năm được trở lại cái ngôi trường trung học phổ thông Phước Bửu thì mình cảm thấy rất là vui, rất hào hứng vì đa số các bạn đã tập trung ở đây. Thì hầu hết là mình cảm giác là các bạn đã có cuộc sống rất là tốt, rất ổn định và gia đình rất là hạnh phúc. Riêng các thầy cô thì mình thấy các thầy cô vẫn rất là hòa đồng, vui vẻ với các bạn học sinh. Thì mình xin chúc cho các bạn học sinh sẽ của khóa 2003-2004 sẽ luôn có sức khỏe và thành công hơn nữa trong cái công việc mình đang chọn. Riêng quý thầy cô thì xin chúc quý thầy cô và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho ngôi trường chúng ta luôn dẫn đầu trong các hoạt động của Sở Giáo dục. Và sẽ có rất là nhiều cuộc họp mặt nữa sẽ diễn ra hàng năm chứ không phải là
15 năm như thế này, và hàng năm sẽ có các khóa tổ chức, bởi vì đây là những cái cuộc nói chuyện giao lưu rất là vui, và cảm giác được cái tình bạn bè, cái tuổi lứa tuổi học trò nó ùa về. Mình cảm ơn. 15 năm quay trở lại á thì rất là vui và rất hạnh phúc. Tuy là cuộc sống bây giờ mọi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà các bạn đã về đây gặp lại rất là vui. Mọi người có một hoàn cảnh như là người làm lái xe, người tài xế, người giáo viên, một người có nhiều lớn hơn là giám đốc rồi, nhưng mà các bạn về đây với tinh thần là rất là tương thương tương ái và rất có nhiều cái chuyện ý nghĩa. Bây giờ không biết nói sao nên lời nữa, nói sao cho nó đủ đi ta. Nói chung là rất là hạnh phúc và rất vui. Xin chào tất cả các thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh khóa 2001 và 2004. Mình rất là vui khi mà trở lại trường sau 15 năm xa cách. Mình đã gọi lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm khi mà học ở trường đây. Từ đó tuy là 15 năm trải qua biết bao nhiêu thời gian như vậy, nhưng mà giờ đây thì mình cảm thấy rất vui và hy vọng là mình sẽ có nhiều cái cuộc gặp gỡ như thế này. Và mình xin chúc cho tất cả các thầy cô cùng toàn thể các bạn là cùng dồi dào sức khỏe và luôn thành công trên con đường mình đã chọn. Xin chào tất cả các em học sinh cựu học sinh lớp 12 niên khóa 2003-2004. Cô thì các em cũng đã biết rồi đó. Hôm nay cô về, cô dự buổi họp mặt lớp của khối 1 ngày hôm nay thì cô cảm thấy rất là vui, xúc động vì các em đã cố gắng tổ chức ra được một cái buổi lễ rất là thành công. Các em về tham gia rất là đông đủ. Cô xin chúc cho tất cả các em luôn có nhiều sức khỏe và thành công trên con đường đã chọn, và chúc các thầy cô giáo luôn cũng được nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Về hôm nay là cái hội gặp mặt cả em, và cũng mong có nhiều cái cuộc hội ngộ học mặt như thế này để rồi tình cảm bạn bè thầy trò càng gắn kết, ngày càng hạnh phúc trong cuộc sống.